Xin kính chào quý vị đang theo dõi kênh YouTube của báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Hàng ngày, chúng tôi đều cập nhật những thông tin nóng, hấp dẫn nhất gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Lúc 10 giờ 15 phút, ghi nhận trực tiếp ngoài đảo Cát Bà, huyện Cát Hải, Hải Phòng, hiện nay gió đã giật cấp 9, cấp 10, có mưa lớn. Theo báo cáo của chính quyền địa phương, đã có một số thiệt hại nhỏ liên quan đến đường dây điện. Huyện đã lập 2 tổ công tác chỉ đạo điều hành phòng chống bão số 3 tại hai đảo Cát Bà và Cát Hải, do các lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện làm tổ trưởng, đồng thời tổ chức thông tin, tuyên truyền về diễn biến của bão số 3 trên các phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân nắm rõ, chủ động phòng tránh. Theo báo cáo mới nhất của huyện, Ủy ban Nhân dân huyện Cát Hải đã hoàn thành công tác sơ tán nhân dân tại các vị trí xung yếu về nhà người thân, nơi tránh trú an toàn, với tổng số 288 hộ trên 754 người. Trong đó, gia đình chính sách là 122 người, người già 191 người, trẻ em 156 người, phụ nữ 133 người, lao động khác 152 người. Từ 21 giờ 30 phút ngày 6 tháng 9, đã thực hiện xong việc sắp xếp cho 205 công nhân của các nhà thầu xây dựng các dự án trên địa bàn thị trấn Cát Hải tránh trú an toàn tại 3 điểm là nhà văn hóa tổ dân phố Đôn Lương, trường mầm non thị trấn Cát Hải và trung tâm văn hóa thị trấn Cát Hải. Theo báo cáo nhanh của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Hà Nội, mưa dông lốc chiều ngày 6 tháng 9 đã làm một người chết, là bà Lê Thị Tình, sinh năm 1983, hộ khẩu thường trú tại xã Hải Vân, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa. 6 người bị thương, 229 cây xanh bị gãy, đổ và một xe máy, hai ô tô bị hư hỏng. Sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền địa phương đã thăm hỏi gia đình người bị nạn, huy động lực lượng khắc phục hậu quả. Trước tình hình bão số 3 với cường độ rất mạnh, mức độ rủi ro thiên tai lớn, diễn biến phức tạp, đang ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền, khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nước ta. Tại phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 8 sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết chính phủ đã thành lập Bộ Chỉ huy Tiền phương tại Hải Phòng để chỉ đạo công tác phòng chống bão. Một số bộ trưởng, thứ trưởng được cử xuống các địa phương, nhất là các tỉnh, thành phố ven biển để chỉ đạo, đôn đốc phòng, chống bão. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an đã huy động lực lượng ứng trực và giúp người dân phòng chống bão. Theo báo cáo nhanh của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Hà Nội, mưa dông lốc chiều ngày 6 tháng 9 đã làm một người chết, 6 người bị thương, 229 cây xanh bị gãy, đổ và một xe máy, hai ô tô bị hư hỏng. Trong quá trình đoàn công tác thị sát, các tàu du lịch đã ở khu neo đậu tránh trú bão an toàn, không còn khách du lịch ở các tuyến đảo. Hơn 2.000 khách du lịch đều đang lưu trú ở đất liền. Từ đêm ngày 6 tháng 9 đến sáng sớm ngày 7 tháng 9, bão số 3 tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc. Tốc độ khoảng 15 đến 20 km/h, sức gió mạnh nhất cấp 14, 150 đến 166 km/h, giật cấp 17. Sau đó đoàn đến kiểm tra tại Hồ Yên Lập. Tại đây, trước khi bão số 3 ảnh hưởng trực tiếp đến Quảng Ninh, lượng nước trữ tại Hồ Yên Lập ở mức 87%. Ngày 5 tháng 9, Hồ Thủy Lợi Yên Lập đã mở cửa xả lũ công suất 100 mét khối trên giây. Đến sáng nay, ngày 7 tháng 9, Hồ Yên Lập đã tăng công suất xả lũ lên 160 mét khối trên giây để đảm bảo an toàn. Hồ Thủy Lợi Yên Lập có dung tích là 127 triệu mét khối, là hồ chứa lớn nhất của tỉnh Quảng Ninh, cung cấp phần lớn nước sinh hoạt cho thành phố Hạ Long, thành phố Uông Bí và thị xã Quảng Yên. Bão Yagi hình thành trên vùng biển phía đông Philippines và đi vào Biển Đông từ sáng ngày 2 tháng 9, trở thành cơn bão số 3 năm 2024 hoạt động trên Biển Đông. Ông Mai Văn Kim, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định cơn bão số 3 là cơn bão mạnh nhất trong 30 năm qua trên Biển Đông. Chỉ trong thời gian ngắn, bão đã mạnh lên cấp siêu bão và duy trì trong nhiều giờ đồng hồ. Hiện nay dù siêu bão số 3 đã giảm cấp nhưng cường độ vẫn rất mạnh, đang ở cấp bão cuồng phong với sức gió mạnh nhất, vùng gần tâm bão cấp 14, 150 đến 166 km/h, giật cấp 17. Dự báo, chiều tối nay bão số 3 sẽ đi vào đất liền phía Đông Bắc Bộ với cường độ cấp 9, giật cấp 12, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4 ở khu vực Bắc, Vịnh Bắc Bộ, vùng biển ven bờ và đất liền Quảng Ninh, Hải Phòng, khu vực Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển ven bờ và đất liền Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình và Thanh Hóa có cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.
Dự báo trong hôm nay sẽ là thời điểm gió mạnh nhất của cơn bão số 3 với sức gió mạnh cấp 6 đến 7, sẽ tăng lên cấp 8 đến 9. Vùng gần tâm bão là cấp 10 đến 12, giật cấp 14 cho vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa. Khu vực sâu trong đất liền phía đông bắc bộ có gió mạnh cấp 6 đến 8, giật cấp 9 đến 11. Vùng biển ven bờ từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa sóng cao 2 đến 3 mét, sau tăng lên 2 đến 4 mét. Vùng gần tâm bão là 3 đến 5 mét. Các khu vực neo đậu tàu thuyền, khu nuôi trồng thủy sản, các tuyến đê, kè biển trong vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và nước dâng rút do bão. Trong hôm nay, bão cũng gây ra đợt mưa lớn diện rộng ở Bắc Bộ và Thanh Hóa, tập trung ở Đông Bắc Bộ. Đồng thời, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão rộng ở khu vực phía Tây Bắc Bộ, khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông, lốc, tố và gió giật mạnh. Trước dự báo diễn biến như trên, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia khuyến cáo người dân ở các tỉnh ven biển Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, những nơi chịu ảnh hưởng trực tiếp của hoàn lưu bão số 3 cần tuyệt đối không ra ngoài lúc mưa to, gió lớn khi hoàn lưu bão ảnh hưởng trực tiếp. Đối với các tỉnh, thành phố vùng núi, Trung du Bắc Bộ, khu vực Thanh Hóa là những nơi đối mặt với nguy cơ ngập lụt, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, đặc biệt là nhà ở, các công trình như nhà tạm, nhà cạnh các khai trường, hạ lưu hồ chứa và tổ chức di dời ngay người dân và tài sản khi thấy không đảm bảo an toàn, kiên quyết di dời người dân đến nơi đảm bảo an toàn. Sau khi bão qua, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất vẫn còn hiện hữu những ngày sau đó nên cần hết sức đề phòng. Ông Phạm Đức Luận, Cục trưởng Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng khuyến cáo trong hôm nay người dân nên ở nhà vì bão ảnh hưởng rộng, dòng lốc có thể xảy ra, có thể cuốn mái tôn, biển hiệu quảng cáo, gây nguy hiểm tới người dân. Những thông tin vừa rồi đã khép lại điểm tin của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm, đồng hành và theo dõi kênh YouTube của Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào và hẹn gặp lại.